Rồi, em xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay giới thiệu mọi người đến mọi người hai cái camera, máy chụp hình ha. Máy chụp hình này là chính hãng của Sony. Này, có hai con. Rồi em giới thiệu cái con máy đầu tiên là con máy Sony. Đây nó có mã sản phẩm nè. DCX99 nè. Con này dạng là máy compact nhưng mà dòng siêu zoom. Siêu zoom là có thể là nó sẽ chụp được ở hình ở cái khoảng cách nó zoom lên nó xa ha. Máy này là tất cả đã qua sử dụng nha mọi người. Đây, thông số nó ở trên cái máy nè, thông tin. Đây là máy chụp hình và quay phim 4K ha. Nó quay phim chuẩn cao nhất là được 4K. Đây, màn hình nó có thể lật tùy chỉnh, mình có thể lật ra phía trước được nha mọi người nè. Màn hình này đã có một cái lớp dán nè, bên trong nó thì đẹp lắm nhưng mà nó có một cái lớp dán ngoài cho nó đỡ bị chạy ha. Rồi mở máy nút này ha. Trên cái lens nó có một cái vòng xoay nha mọi người nè. Vòng xoay để mình tùy chỉnh cái chế độ chụp ha. Hoặc là tùy chỉnh nó nằm ở đây cũng được nè. Này chế độ chụp auto ha. Đó, rất là sắc nét. Đây thông số cái máy này mọi người có thể xem trên đây ha. Thông số nó là nó chụp ảnh được 18.2 megapixel ha. Đó. LCD màn hình nè, cảm ứng lấy nét. Rồi nó điều chỉnh chung nó nhiều tính năng. Này. Các kết nối trên máy nè ha. HDMI. À, kết nối với cái phần mềm của mobile nè ha. Chuyển hình ảnh qua điện thoại. Rồi âm thanh ha. Dolby Audio ha. Này là ống lens nè, ống kính nó dùng là Z. Rồi cảm biến sensor nè, cảm biến của chụp hình. Bluetooth, micro SD, hệ nhớ Wi-Fi nè ha, FC. Đây rất là nhỏ gọn nha mọi người. Nó nằm trong lòng bàn tay.
nhưng mà nó chụp rất là sắc nét. Với lại nó có một tính năng là siêu zoom nha mọi người, siêu zoom ha. Con máy này nó được mệnh danh là siêu zoom mọi người. Dòng máy du lịch bỏ túi siêu zoom. Đây mình có thể chỉnh cái dùm trên cái vòng quay trên cái lens ha. Đặc biệt có lát đầy đủ nha, đèn lát nè. Mình bật lên vậy nó sẽ bung cái lát lên ha. Rồi đây là có cái đây. Đặc biệt cái máy nhỏ nhưng mà nó vẫn tích hợp đủ cái gọi là cái live view mọi người. Live view điện tử ha. Cái ống ngắm á, khi mà mình nhìn qua cái ống này nó sẽ tắt màn hình đi. Và mọi người sẽ nhìn vô bằng qua cái ống ngắm ha. Nè, đó. Live view đầy đủ như trên các máy DSLR ha, máy 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 gương lọc xưa. Nó có cảm biến khi mình nhìn vô là nó tự động nó tắt màn hình dưới nha. Tích hợp đầy đủ ống ngắm có chỉnh cận luôn nè ha, mắt mình bị cận vẫn chỉnh lại xem được luôn. Rồi đóng là nó sẽ tắt máy luôn. Khi kéo vào sử dụng đóng là nó sẽ tắt máy luôn ha. Rồi máy này ngoại hình còn ok luôn nha mọi người. Ngoại hình còn đẹp. Rất đẹp. Đó. Đây là cái tính năng chụp cái mặt trước nha mọi người. Có ví dụ như vậy nè ha. Mình lật mặt là mình chụp mình á. Bấm vô 3 giây nó sẽ chụp ha. Rất là hay. Tính năng quay phim chụp hình nói chung nó đầy đủ tính năng cho nên một con máy máy chụp hình không. Thiết kế nhỏ gọn bỏ túi. Rồi cái bộ sản phẩm máy HS99 này là nó gồm có hộp với lại cái phụ kiện của nó nha mọi người. Đây là cái phụ kiện zin của nó nè. Zin của nó nè và có cục sạc của nó nè. Đây cục sạc này của nó nha. Với dây zin của nó nè. Sạc Sony ha. Đó gồm có sạc với máy thân máy nè. Với cái hộp ha, đó, sạc thân máy hộp cái giấy. Đây, nó gồm là body sạc nè, ôi body cái máy ha. Với lại cái này cục sạc của nó, và dây cáp, giấy, với cái hộp ha, nguyên hộp. Còn đầy đủ cái hộp. Rồi, giá cái bộ này là 6 triệu rưỡi nha mọi người. Con máy Sony HS99 này mà 6 triệu rưỡi. Em tặng kèm một cái chân tripod của đây, hàng Nhật ha. Cái tripod mini để gắn lên nó nè. Chân này có thể kéo dài nè mọi người.
Cái gì? Để trên bàn rất là tiện, mấy cái chân nhỏ này nè. Thường để trên bàn ha. Hoặc là để quay những cảnh mà sát với mặt đất đó mọi người. Quay cận cảnh giống như quay quay hoặc chụp cái thực phẩm đó mọi người. Thường dùng cái chân này nha. Đó. Nó sẽ treo máy sát với cận vô cái sản phẩm ha, mình chụp. Rồi, cái chân này là em tặng kèm nha mọi người. Không có bán lẻ nha, tại vì nó vô cái bột này rồi. Rồi, với cục pin với cục sạc rồi ha. Cái này là phụ kiện này bán đi bên ngoài nè. Tặng luôn một cục pin ha. Nè, cục pin dự phòng. Cục sạc này thì mình cắm cổng micro USB loại sạc điện thoại Samsung mọi người. Samsung mà đời giờ trước thường sử dụng nè, rất là thông dụng luôn ha. Đó. Cắm vô nó sạch. Rồi với lại heo máy này nó sẽ có đây một cục pin của nó ha, và một cái thẻ nhớ. Đây cái thẻ nhớ này là thẻ Samsung ha, Samsung Gen chính hãng 64GB, quay 4K. Rồi chọn bộ nhiêu đây là 6,5 triệu nha mọi người. Rồi em giới thiệu tới cái bộ máy chụp hình này nha. Con này là Sony A6000, chính hãng Sony. Đây thông số nó trên đây nè mọi người. Rồi cái bộ cơ bản này nó sẽ có theo cái máy này là sẽ có như đây nha mọi người. Là có body nữa ha. Một cái len, đây cái len này là len chính hãng Sony theo máy này ha. Theo cái máy nha mọi người, len tháo rời được. Vì cái dòng này là dòng máy chụp hình có thể tháo rời len ha. Có thể nâng cấp len ha. Rồi. Lại cái đồ sạc của nó nè ha. Rồi, đó, đồ sạc với lại len với lại cái body ha. Phần máy. Rồi tặng mọi người cái thẻ 4GB nữa ha. Đây là cái con sensor nó nè, cảm biến ha. Còn mọi người nhìn này, cảm biến loại lớn, chung nó lớn hơn cái con máy kia là loại nhỏ compact. Mọi người gắn vô ngay cái khớp, nó có đánh dấu nè ha, dấu trắng nè. Nó vô ngay chứ khớp trên cái body nó cũng có dấu. Và khi mở ra mình bấm vô này ha. Bấm nó này xuống rồi mới vặn ra được ha. Vặn vô kiểu tách là mới vô. Nhưng mà mở máy.
Len này là 1650 ha mọi người nè. Cái tiêu cự nó kéo được là 1650 ha. Nút điều chỉnh len đây. Rồi chế độ chụp thì nó cũng cơ bản. Trong nó đầy đủ chế độ chụp nè, chụp quay phim. Rồi, có nút quay phim đây nè. Màn hình này nó nghiêng lên được là để cho mình để sát đất á. Nghiêng lên mình xem ha. Ờ vẫn có cái live view nè ha. Ống ngắm điện tử. Khi ngắm vô thì nó sẽ tắt cái màn hình đi. Đó, cho mình ngắm nè. Nó lấy nét mọi người. Chấm xanh xanh nó chớp chớp là nó lấy nét. Lấy nét rất là nhanh. Rất là nét luôn nha. Cái này cảm biến nó chụp đến 20 mấy megapixel mọi người. 24 ha. À 24.3 megapixel. Lấy nét nè. Full HD nè, 1080. Đầy đủ có NFC ha, NFC rồi mình có thể chuyển hình qua điện thoại rất là nhanh, nhanh chóng, dễ dàng. Đây là cái phần mềm chuyển qua điện thoại mọi người. Mọi người thấy tên Erin ID Mobile ha. Đó. Rồi trên đây mọi người bấm vô menu ha. Menu chọn vô cái ngay chỗ cái cột sóng nè. Chọn xuống rưỡi sang smartphone ha. Đó. Rồi đây nó bật kết nối rồi nè mọi người. Mọi người trên đây mọi người kết nối với máy nó. Đã kết nối không? Đây này có thể xem hình và gửi hình qua điện thoại ha. Đây, gửi qua điện thoại. Đây, gửi qua điện thoại đó ha. Đó nó đang gửi. Rồi con máy này là nó em bán là nó nguyên hộp của nó ha. Nó gồm có là cái len với cái body ha mọi người. Đây, len body. Đây. Len body và cái này là tặng thêm. Cái này là mua ngoài. Nó là hai cục sạc, hai cục pin dự phòng ha. Pin mua thêm để mình chụp được nhiều hình. Đó, hai viên pin và cái dock sạc cũng là cắm cổng
USB cổng điện thoại dây sạc thôi đúng không, cắm luôn hai viên pin một lúc. Rồi cái remote luôn nè, remote có thể chụp hình từ xa ha, dùng người để máy đó mình bấm đây là mình nó chụp ha. Bấm vô trong kết nối với cái remote trong cài đặt á, nó sẽ cho mình bật lên. Rồi ở đây là dây dây điện ha, cáp. Rồi dây điện với body với len theo máy ha. Đây, nó cũng có lát nha mọi người, lát này rất là chân chụp rất là đẹp luôn. Lát này nó đánh rất là đẹp, lát lớn chung nó đây. Rồi máy cổng kết nối nè, rồi cái bộ này là 6,5 triệu nha mọi người, body và lens và tặng thêm hai sạc, hai cục pin dự phòng đó, 6,5 triệu cái bộ máy Sony A6000 đây, Sony A6000 và 6,5 triệu. Em tặng kèm thêm một cái túi đựng máy này nữa nha mọi người, túi này cũng chính hãng Sony luôn, tặng kèm khi mua cái bộ này nha, không có bán lẻ túi này nha mọi người, tại vì túi của Sony đó. Bỏ vô hết trong một cái túi ha. Rồi cái bộ này là 6,5 triệu nha mọi người. Rồi ở đây giới thiệu có bán một số cái loại len luôn, len này là cũng xài cho máy, cái máy Sony này ha, à 6,000 sẽ gắn được mấy cái len này để xài ha. Mấy cái len này dạng loại cơ, là mọi người sẽ lấy nét, thường là cái máy nó sẽ tự động lấy nét, rồi cái khi mà mình sử dụng cái len cơ này mình chuyển đổi qua mình xài nha. Ví dụ như cái len này của Canon ha, Canon của máy cơ quay phim đó, mọi người lấy qua xài thì nó sẽ cho ra một cái bức ảnh nó đẹp, cái màu nó lạ đẹp, nó khác với cái một cái len mà lấy nét auto hết ha, cái vùng lấy nét sẽ rất là hay, mình có thể tùy chọn tùy chỉnh tùy vào tay mình chụp. Rồi ở đây em có bán 3 con len rời luôn ha. Rồi đầu tiên là cái con len này, con này là siêu zoom nha mọi người, len chụp zoom xa, nó là 75-200mm ha, con này của Cosina đó. Cosina này lấy nét mà này zoom nè, zoom 75 lên 100-200 đó, 200 nè, 75 nè, tùy chỉnh, ví dụ như chọn cự 100 nè ha, rồi lấy nét chụp. Ở đây là nó có sẵn cái len này, là nó không phải sản xuất cho thằng Sony đó, nhưng mà nó có sẵn một cái ngàm để mình chuyển nha mọi người. Đây em có ngàm nè, ngàm này mọi người mua là mua ở ngoài him nha, ví dụ như ngoài nó bán là 200.000 một cái ngàm vậy ha. Đây em gắn sẵn luôn cái ngàm rồi, mọi người chỉ việc về gắn vô máy nữa ha. Đây cái máy nè, gắn đúng máy này là vô. Đây là nó siêu zoom luôn nha mọi người, chúng nó zoom rất là xa,
và nó lấy nét bằng tay nha, là mọi người sẽ xoay cái lens này để lấy nét ha, chứ cái nó không tự động lấy nét đó, gọi là lens quay tay ha. Là cái khoảng cách chụp gần nhất nó là đây rồi, khoảng cách chụp gần nhất là đây 1 mét ha, 1 mét mốt rồi mọi người, nó có để đây nè, 1 mét mốt đến 12 mét đến vô tận ha. Toàn cảnh là mọi người sẽ chụp xoay cái vòng lấy nét nó qua cái chỗ này là toàn cảnh xa nhất. Cái lens này nó có chụp macro nữa mọi người, chụp cận cảnh nè, chụp macro ha. Lens mắt in da băng ha, lens xài cũ rồi nên nó sẽ có đóng bụi ha, đóng bụi theo thời gian nha mọi người, nó bị đóng bụi. Rồi con len này nè, con len này là 400.000 nha mọi người, con len này 400.000 chưa có cái ngàm nha, cái ngàm này là tính 150 nữa là nguyên cây này gắn vô máy được là 550 nha, 550.000. Rồi tiếp theo con lens này, Vivita, Vivita Made in Japan. Lens này là lens 28mm. Ừ, đúng rồi, 28mm nha, 28mm 1.2, 28mm 2.5 khẩu cái gọi là cái gì đó, khẩu ha, khẩu 2.5, khẩu mở rộng để cho ánh sáng vô mọi người, khẩu nó 2.5 ha, là cũng khá là ok. Cái lens này mọi người chụp nó ngược sáng nó rất là đẹp nha, nó tạo ra những cái hiệu ứng bong bóng, người ta gọi là nó hiệu ứng ánh sáng á, nó sẽ tạo ra nguyên cái vệt ánh sáng từ trên, ví dụ chụp mặt trời ha, nó sẽ nguyên cái vệt ánh sáng đó, nhỏ dần xuống cái mẫu mình chụp. Đây này nó chuyên dụng như vậy ha, chụp hình cưới cũng ok nè. Lên khẩu này nè, cái 28mm. Đây này rất là đẹp luôn nha mọi người, không có bụi luôn, rất đẹp, 95% luôn, rất đẹp luôn nè. Con đen này giá thị trường cũng khá cao, còn ok hết luôn rồi. Con này giá 1.500.000 nha, 1.500.000. Còn cái len này mọi người mua thêm thì em bán 150.000. Cái đầu chuyển này mọi người 150.000 khi bán kèm với cái này nha, chứ không có bán lẻ cái này, vì cái này mua ngoài cũng hơn 200 à.
này gọi là hành lý. Rồi 1,5 triệu con len này nha mọi người, hoàn chỉnh đẹp, cái vòng quay rất là nhẹ êm nè, vòng lấy nét. Rồi con này là chụp gọi là chụp chân dung ha, con này của Canon chụp chân dung, con len cơ luôn, quay tay luôn nha. Đây năm mươi mm khẩu 1.4 ha, khẩu lớn là nó mở rộng lớn, nó sẽ cho ánh sáng nhiều, nó xóa phông nhiều ha, nó tạo ra hiệu ứng xóa phông rất là đẹp. Đây 50 1.4 chụp chân dung rất là đẹp luôn nha, chụp chân dung ha, chuyên chụp chân dung. Rồi nó cũng là vô cái đây, mọi người sẽ vô cái này ha. Rồi gài qua là nó sẽ dính, nó vô cái ống, vô cái đầu chuyển để xuống từ Canon xuống Sony nha mọi người. Sony Net ha, cái ngàm nó vậy nè, từ Canon FD ha, Canon là ngàm FD là ngàm máy phim á, sang dòng Net là của Sony, là nó có tác dụng là nó chuyển xuống, chuyển ngàm. Đây, quay rất là êm, ngoại hình còn đẹp. Đó, lên ngàm rồi mọi người mới gắn được vô cái máy này ha, xài chung với máy này. Này mình lấy nét tay là lấy gì ha, bằng cái vòng quay nè, nó sẽ lấy nét. Các mọi người thấy nó xóa phông không? Nó xóa mịt mù bên vòng quanh bên ngoài ha. Lấy nét cái chỗ giữa. Cái cự này là chuyên chụp chân dung đẹp nha, chụp nửa người á. Ha. Chụp nửa người nó sẽ lấy nét rất là đẹp luôn. Cho ra bức hình rất đẹp. Rồi cái ống Canon này đây. Canon mà cái len không là 1,4 triệu nha mọi người, còn len không 1,4 triệu. Rồi tại vì em hết hết cái đầu chuyển này rồi ha, có một cái thôi là bán vô bán kèm là 150 nữa, cái len này là 1,4 triệu. Là ba cái ống len này có bán lẻ nữa ha, và cái đầu chuyển thì em bán chung với cái len. Ví dụ như em mua trước thì mua cái đầu chuyển thì nó hết thì không có bán nữa ha. Cái túi này là của cái này, bỏ vô cái len này, cái len này rất là đẹp, rất là mới. Rồi tiếp theo là ai xài máy Canon đây. Em có một cái ngàm gọi là cái hấu kính ha, cái hấu kính nó chuyên tạo ra cái đây, mọi người nhìn hình ha,
Ví dụ như mình đang chụp bình thường nó vậy, và gắn cái ống kính vô thì nó sẽ zoom lên ha. Gọi là nó tạo cái hiệu ứng gì quên ta. Đây, bên Nhật bán 12.000 yên nha mọi người nè. Chính hãng Nhật Japan ha. Giá rất cao, mấy đồ này bên Nhật nó bán rất là cao. Con này như mới luôn, nguyên hộp nha, còn đủ cái tay bên trong luôn nè. Còn nguyên cái túi da của nó luôn, Kenko, hiệu Kenko ha, sản xuất cho máy Canon nha mọi người. Chú ý là máy Canon. Đây, tele, đó, có nghĩa là mọi người gắn vô nó sẽ thành một cái lens tele plus ha, nâng cấp tele, tele là chụp xa đó. Cái lens mình bình thường mà chụp nó nguyên cảnh bình thường ha, mình gắn vô nó sẽ thành tele. Và đây là nó gắn cho máy Canon ha. Nào, mã cái lens nè, AF1.5X. Kenko Made in Japan. Hai nắp đậy còn nguyên. Đó, ở đây là mình có thể dễ dàng nhận thấy là lens auto ha, nó có điểm tiếp xúc bằng điện nè, sử dụng cho lens auto của máy Canon. Đây, lens auto của máy Canon ha. À, để em xem cái ngàm nó là ngàm gì cho mọi người dễ chính xác ha. Đây, nó dùng cho ngàm EOS, là mọi người xài máy, đang xài máy Canon ha, Canon ngàm EOS là ok. Cái này là hãng Kenko của Nhật Bản sản xuất cho máy Canon ngàm EOS. Ống chị ống thêm tele vô ha, gắn vô nó sẽ thành tele. Còn nãy em đang xài là ngàm Canon luôn, nhưng mà ngàm FD ha, FD là dòng ngàm máy quay phim, máy phim mà xưa ha, như lên này máy phim, máy cơ đó, quay cơ ha, chỉnh độ cơ hết, gắn lên cái máy Sony xài. Còn đây nó là điện tử ha, ngàm EOS đời mới. Đời sau mọi người, này mới tên luôn nha, chưa xài. Rồi, có con chuyển này là 1.700.000 nha mọi người, bán full box 1.700.000. Đây, mọi người có xài máy Canon mà đời mới thì muốn chụp có tele vô là gắn cái lens này, gắn cái ống này vô ha, nói thêm vô cái lens mình đang xài là nó sẽ ra tele. Rồi, mọi người mua hàng thì liên hệ em nha, khách mới thì vui lòng chuyển khoản giúp em sẽ gửi hàng. Giá trên em chưa có bao gồm phí ship nha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ ha. Hẹn gặp lại.